quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá ngày 11 tháng 6. Bản tin hôm nay sẽ có những tin hot như là Ronaldinho lần đầu tiên tiết lộ về câu chuyện 60 ngày khoác áo Newcastle. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có quân xanh chất lượng đáng giao hữu. Ai là kẻ ghét cay ghét đắng Ronaldo? Câu trả lời sẽ có ở phần sau. Giờ thì chúng ta hãy cùng đến với điểm tin chi tiết. Người thừa ở Manchester United sẽ sớm trở thành số 1 nước Anh. Thủ môn dự bị của câu lạc bộ Sheffield United khẳng định tương lai của Dean Henderson sớm muộn cũng sẽ trở thành thủ môn số 1 nước Anh. Thi đấu cùng nhau trong màu áo Sheffield United, Simon Moore luôn tỏ ra là khâm phục người đồng nghiệp của mình. Thủ thành trẻ tuổi Henderson trưởng thành từ lò đào tạo Manchester United và đã được gửi đến Sheffield dưới dạng trò mượn. Anh nhanh chóng chiếm được suất bắt chính khi mà thể hiện phong độ tuyệt vời của mình. Ở mùa giải 2018-2019, anh đã góp công lớn giúp Sheffield thăng hạng. Ở mùa giải này, Sheffield mới chỉ để thủng lưới 30 bàn sau 28 vòng đấu, xếp thứ 7 tại ngôi hạng Anh. Ở đội tuyển Anh lúc này, cái tên Jordan Pickford vẫn được tiên dùng trong khung gỗ của Tam Sư. Tuy vậy thì Simon Moore vẫn tin tưởng rằng sớm muộn gì Dean Henderson cũng sẽ giành được suất bắt chính. Tôi nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí với Pickford. Năm ngoái, Henderson đã chơi rất tốt. Năm nay, cô ấy đã duy trì được sự ổn định rất lớn. Cô ấy rõ ràng có mục tiêu là mang áo số 1 đội tuyển Anh. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang làm rất tốt để tiến tới mục tiêu đó. Thời gian sẽ chứng minh rằng Dean Henderson xứng đáng với chiếc áo số 1 của đội tuyển Anh. Cô ấy đang dần chinh phục trái tim của người hâm mộ. Dù một ngày, cô ấy sẽ đẩy Pickford lên băng ghế dự bị mà thôi. Đó là những chia sẻ của Simon Moore. Còn về phía Manchester United thì rất có thể là đội bóng này sẽ gọi con cương của mình trở lại mái nhà xưa. Henderson hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí với David De Gea trong thời điểm này. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có quân xanh chất lượng cho trận đá giao hữu. Để chuẩn bị cho kế hoạch đá vòng loại World Cup năm 2022, đội tuyển Iraq đã gửi lời đề nghị đá giao hữu với Việt Nam. Đây là lần thứ hai mà đội tuyển này gửi lời đề nghị. Trong đó lần đầu tiên, Việt Nam và Iraq đã có ý định tổ chức một trận đấu giao hữu hồi đầu năm. Cả hai bên đã có ý định tổ chức trận giao chiến trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3. Thế nhưng, cũng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà trận đấu đã bị hoãn. Mới đây thì bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận được lời đề nghị tổ chức lại trận đấu vào ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Iraq là một đội tuyển có số má. Việc có được quân xanh chất lượng là tin đáng mừng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, vấn đề đã được VFF cân nhắc đó là thời gian và địa điểm diễn ra trận đấu. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố lịch đấu các trận đấu vòng loại World Cup năm 2022. Trong bối cảnh mà dịch bệnh đang có chiều hướng diễn ra tích cực, thì nhiều đội tuyển châu Á đã bắt đầu kế hoạch bắt cặp để đá giao hữu. Báo chí Iraq cho hay, sau khi nghiên cứu đội tuyển Việt Nam, thì Liên đoàn bóng đá nước này đã lên kế hoạch để cho đội nhà có cơ hội được thử sức. Úi giời ơi, được đá với Việt Nam thì chẳng may quá. Có phải là được đá với anh cả của Đông Nam Á là đơn giản đâu. Mà kể cả xét trên bình diện châu Á thì Việt Nam lúc này cũng đang đứng top đấy chứ đùa. Lần hội quân gần nhất của đội tuyển Việt Nam diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Đợt tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup năm 2022. Vòng loại World Cup sẽ còn 3 lượt trận nữa diễn ra vào tháng 10 và tháng 11. Đội tuyển Việt Nam và Iraq đều đang dẫn đầu bảng G và bảng C với 11 điểm. Nếu mà duy trì vị thế hiện tại, cả hai đội sẽ có vé tới vòng loại cuối cùng của World Cup năm 2022. Chỉ có những kẻ ghen tị mới ghét Ronaldo. Cựu tiền vệ Costinha mới đây đã chia sẻ về kỷ niệm không bao giờ quên với siêu sao người Bồ Đào Nha khi còn khoác áo Real Madrid. Anh chia sẻ về lần đầu tiên đến sân tập của Real theo lời mời của Mourinho vào năm 2012. Chứng kiến màn đá tập của Ronaldo đã khiến cho Costinha không khỏi bất ngờ. Anh đã hỏi chuyện Mourinho rằng: đã có chuyện gì với cậu ta vậy? Câu trả lời của Mourinho thản nhiên vô cùng: mọi người biết cậu ta sẽ nổi cáo lên nên đã châm chọc. Khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, cậu ta sẽ tập trung đến nỗi không cho phép mình được bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đó là mẫu cầu thủ tuyệt vời cả trong sân lẫn ngoài sân. Chứng kiến sự trưởng thành của Ronaldo từ lúc còn niên thiếu trong áo đội tuyển quốc gia, vì vậy mà cựu tiền vệ của Porto đã không thể nào quên cách mà Ronaldo đã vươn tầm thế giới. Bạn có ngay lập tức nhận ra cậu ấy muốn trở thành số 1. Ronaldo tập luyện để trở thành người giỏi nhất. Cậu ấy không ngồi im và đợi những gì tốt đẹp tới. Ronaldo luôn cải thiện bản thân mỗi ngày. Nếu như cậu ấy thấy ai đó giỏi hơn mình,
Ronaldo sẽ tới và đọ tài để cho thế giới thấy rằng ai mới là số 1. Costinha khẳng định, chỉ những kẻ ghen ghét mới không yêu Ronaldo. Tôi hạnh phúc vì thành công của cậu ấy có được như ngày hôm nay. Tôi đã chứng kiến Ronaldo tập luyện chăm chỉ và trở thành số 1. Vâng, Ronaldo được khen ngợi, Messi cũng được ngợi khen không kém. Nếu tôi chạy đến mặt trăng, Messi cũng sẽ truyền được bóng đến chân tôi. Nghe thì vô lý nhưng mà lại cực kỳ thuyết phục. Tân binh của Barcelona đã dành những lời khen ngợi có cánh đến người đồng đội của mình. Chứng kiến tài năng của ngôi sao người Argentina đã khiến tiền đạo Martin Bradway phải ngả mũ thán phục. Khi mà Messi bị vây bởi cầu thủ đối phương, khoảng trống sẽ được tạo ra rất nhiều. Tôi sẽ tận dụng những khoảng trống ấy. Nếu mà tôi chạy đến mặt trăng thì anh ấy cũng sẽ truyền được bóng đến chân tôi mà thôi. Chạy đâu không quan trọng, quan trọng là phải thật thông minh. Bradway chia sẻ. Và cứ sau vài lần như vậy, cầu thủ đối phương sẽ để ý đến tôi hơn. Lúc đó khoảng trống lại được mở ra cho Messi. Hiện thì Messi đã trở lại thi đấu bình thường cùng với đồng đội ở hai buổi tập gần nhất. Trước đó thì anh đã phải tập riêng vì chấn thương cơ. Ở mùa giải năm nay, anh C của chúng ta đã có được 24 bàn thắng và 16 pha kiến tạo. Còn cái việc thanh niên Bradway ca ngợi Messi thì cũng đúng rồi. Có tân binh nào đến Barca mà lại dám chê Messi bao giờ? Liverpool làm ngơ, đại gia Ngoại hạng Anh tính đường đem Coutinho trở lại. Newcastle có khả năng sẽ xúc tiến thương vụ Philippe Coutinho trong thời gian sớm nhất. Đội bóng này đã có cuộc gặp gỡ với Coutinho cùng với người đại diện của anh để bày tỏ mong muốn đưa anh về sân Saint James Park trước khi chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trước đó thì cả Chelsea và Tottenham đều dành sự quan tâm đặc biệt đến Coutinho. Tuy nhiên, vì tình hình tài chính eo hẹp mà họ đành bỏ cuộc. Nhưng mà với Newcastle bây giờ thì tiền lại chính là thế mạnh. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có mua Newcastle là có khả năng tài chính để dễ dàng mua được Coutinho. Mà nếu nói thẳng ra, đại gia Newcastle bây giờ muốn mua 10 Coutinho còn được. Ngoài Coutinho thì đại gia Chích Tròe còn lên kế hoạch chiêu mộ những ngôi sao khác như là Gareth Bale, Arturo Vidal dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pochettino. Được VAR độ, Bayern Munich giành vé vào chung kết cúp quốc gia. Tưởng chừng như hùm sát đã khó lòng sơn nổi Frankfurt, thế nhưng mà thật may mắn đã giúp họ giành được tấm vé vào chơi trận chung kết cúp quốc gia lần thứ 3 liên tiếp. Phong độ đỉnh cao là điều khỏi phải bàn khi mà Bayern đã có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp. Cùng với đó là lợi thế trên sân nhà Allianz Arena. Đáng tiếc là chân sút chủ lực Lewandowski lại kém duyên khi mà liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội được tạo ra. Sau đến hiệp 2, đội chủ nhà chơi trùng hẳn xuống và giúp cho đội khách có được cơ hội săn bằng tỷ số. May thay bàn thắng của Lewandowski đã được công nhận, bằng tỷ số nâng lên là 2-1 cho đội chủ nhà. Đây có lẽ là một chiến thắng nhọc nhằn trong chuỗi thăng hoa của hùm xám. Nhưng mà thôi cũng không sao, dù gì đội thắng chung cuộc vẫn là Bayern. Đối thủ của Bayern trong trận đấu chung kết cúp quốc gia tại Berlin vào ngày 4 tháng 7 tới là một cái tên rất quen thuộc. Đó chính là Bayer Leverkusen. Thuốc rán bàn chân công ty Bình Minh đây nè. Ai trong đêm khuya toàn thân đau nhức. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Robel về 60 ngày khoác áo Newcastle vừa qua. Cựu cầu thủ của Barcelona đã phải ngồi tù vì tội dùng hộ chiếu giả khi mà tìm cách nhập cảnh Paraguay. Anh phải ngồi tù 32 ngày và chỉ được thả khi mà nộp 1,3 triệu bảng tiền bảo lãnh. Ronaldinho được ra khỏi trại giam hồi tháng 4 năm 2020 nhưng mà bị quản thúc bởi một khách sạn gần đó. Trước khi đóng tiền bảo lãnh để được ra tù thì Ronaldinho phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù 6 tháng. Đó là số một ngày thật dài. Mọi người ở nhà hẳn phải hình dung được cảm giác của bạn thế nào khi mà không được làm những gì bạn hay làm. Tôi nghĩ sau khi mà trải qua thời đại chưa từng có tiền lệ này, một cái gì đó sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm trí của tôi. Hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường và chúng ta có thể trở về nhà. Vâng, thì nó đúng là những trải nghiệm chưa từng có tiền lệ thật. Bởi vì anh vào tù mãi còn giành được giải vô địch Futsal trong tù cơ mà. Trên thế giới này chắc là chẳng tìm được người thứ hai mà có sự bá đạo như là Robel. Tiêu
tâm điểm chung ngày hôm nay chính là việc Ronaldo đang xem xét rời Juventus. Theo những nguồn tin từ Radio Rossonera, Ronaldo có thể rời Juventus vào cuối mùa giải này. Tin đồn ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ rời Juventus xuất hiện từ hồi tháng 5. Và cho đến nay thì tương lai của anh vẫn là một sự hoài nghi. Ronaldo và Juventus đã có được một cuộc thương thảo nhưng mà chưa thống nhất được điều gì. Trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh, ngôi sao 35 tuổi này đã tính đến việc có bến đỗ mới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên câu lạc bộ Juventus đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Ronaldo là cầu thủ được hưởng lương cao nhất Juventus và sự ra đi của anh sẽ giúp bà đầm già giảm được gánh nặng về mặt tiền bạc. Trong năm 2018, năm mà Ronaldo đến thì Juventus đã bị thua lỗ đến 40 triệu euro. Dự tính là trong năm 2020-2021, khả năng cao là họ sẽ lỗ đậm 150 triệu euro, kể cả khi mà họ không mua thêm cầu thủ nào. Điều đó có nghĩa là Juventus sẽ bị cấm dự cúp châu Âu như là tiền lệ với Man City trước đó. Ronaldo còn hơn 2 năm hợp đồng với đội bóng của Serie A. PSG có thể là bến đỗ tiếp theo của anh Rô. Bên cạnh đó thì cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là có thể chuyển sang chơi bóng ở MLS. Bến đỗ thì không thiếu, nhưng mà chủ yếu là tiền phải thật nhiều. Khi ấy thì mới mong có được chữ ký của Ronaldo. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá ngày 11 tháng 6 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh và rung nút chuông để đón xem những bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn.